thì ở đây có hai số chính là phương pháp tim rét và phương pháp xuống bắp. Thì cái kỹ thuật cơ học trong chấn động ra đời vào năm 1966 thì nó sẽ giúp động hơn hết tất cả những tế bào đã thu thập, và các bạn sẽ cho những tế bào trên cái dụng cụ đấy được đưa vào trong một cái dụng cụ đặc biệt. Thì bình thường các chị thấy nếu như cái chị lấy bằng tay cổ, các chị lấy bằng cái phần mặt chải, thì sau khi các chị chải lên cái dụng cụ thì còn còn một phần tế bào nó dính trên cái tay cổ, nó bị dính trên cái que que nhựa. Thì do đó phương pháp này là cái đầu của cái que lấy sẽ được tách rời ra, sau khi lấy xong người ta sẽ bẻ cái đầu của cái que nhỏ, cái đầu nhựa nó sẽ rớt vào trong cái lọ. Thì như vậy có cái phương pháp là một cái dung dịch đặc biệt. Cái dung dịch này nhà sản xuất không tiết lộ thành phần, mà người ta chỉ nói là dung dịch này có khả năng là còn đóng tới cái tế bào dính trên cái que nhựa, nó sẽ được hòa tan vào cái chất lỏng, nó sẽ được rơi vào cái chất lỏng lấy cả hết. Còn thứ hai nữa là sẽ loại bỏ đi hết toàn bộ hồng cầu, loại bỏ đi hết toàn bộ những chất nhảy trong quá trình được mình lấy. Bởi vì ví dụ như ra những cái bảo hộ khổ tư tu thì có thể nó đi kèm một chút xíu những chất nhảy do cái dịch tiết trong cái khổ tư tu. Với cái phương pháp này có thể loại bỏ hết những cái thành phần đó. Và thứ quan sát dễ dàng, tuy nhiên nó sẽ đi kèm một cái chuyện là nó sẽ tăng cái phí tiến độ lên. Do đó các chị thấy là giá của cái tiền rét và cái dung dịch này người ta nói là một cái dung dịch đặc biệt, có khả năng là nó vừa bảo vệ được tế bào, nó vừa cố định được tế bào và nó cũng làm tan hồng cầu và những cái chất nhảy. Có nghĩa là trên cái lan bát thông thường các chị lấy cái bình một chiều quay một vòng 360 độ, các chị nhảy lên thì trên cái phần nhảy lên đó nó sẽ có cái chất nhảy, nó sẽ có máu, có hồng cầu, có mủ vân vân. Còn trên cái phương pháp này thì những cái phần hồng cầu chất nhảy tan đi hết cái dịch, và lúc đó những gì các chị lấy ra đa phần sẽ là những cái tế bào các chị cần quan sát. Và một điều đặc biệt đó là nó sẽ ngăn cái sự chất tán của những cái tế bào trong cái dịch của mình. Bởi vì với phương pháp dịch thông thường thì những cái tế bào nó sẽ nằm chồng chất lên với nhau. Thì trước đó mình sẽ quan sát một cái hình, hình này là một cái hình so sánh giữa một cái phương pháp dịch thường quy thông thường với một cái phương pháp dịch chất lỏng. Thì với phương pháp kết hợp chất lỏng thì các chị thấy là những tế bào nó sẽ rời rạc ra hơn, các chị có thể quan sát được. Ví dụ như với những tế bào này, tế bào vùng vàng, những tế bào này, những tế bào rời về mặt khác nhau, người ta sẽ đánh giá dựa trên kích thước những cái nhân của cái này ở đây và so sánh với nhau. Còn với cái phương pháp nhiều thường quy thì các chị hay phương pháp nhiều thường quy thì các chị cũng có những cái tế bào vùng tương tự như kia, các chị cũng sẽ có hồng cầu, các chị sẽ có một cái lợi dịch. Và đôi khi một số trường hợp do tay mình quét khoảng 360 độ, mình lại sợ thấy một kiểu lo lắng không biết mình lấy được tế bào hay không, hoặc là vô tình trong lúc làm mình đang nói chuyện, mình đang nói chuyện bệnh nhân, mình lại quay thêm một lần nữa thì cái tế bào sẽ chậm lắm lên rất là nhiều so với trước đây, là tế bào sẽ chảy đều một mặt hoặc không. Thì người ta sẽ so sánh với mẫu phân của phương pháp dịch thường quy thì cái số lượng tế bào nó chỉ rơi vào khoảng 50-30 tế bào, có nghĩa là cái số lượng tế bào nó sẽ hỗn hợp vừa những tế bào cổ tư cung, vừa những tế bào hồng cầu, vừa những tế bào quy vân vân. Còn trong phương pháp kết hợp chất lỏng thì những gì tế bào lấy được chủ yếu đa phần là tế bào ở cổ tư cung thông thường và quan sát, còn những cái hồng cầu thì nó sẽ được tiêu bớt đi. Phương pháp thường quy thì nó sẽ phân bố hồng cầu này, có nghĩa là khi quét lên sẽ có cái vùng này, cái góc lan nó có tế bào, cái vùng kia chỉ toàn nằm là máu. Bên phương pháp kết hợp chất lỏng nó sẽ phân bố đẹp hơn và nó chỉ là một lớp mỏng, còn bên đây sẽ có kiểu dày kiểu mỏng. Phương pháp thường quy là cái lan sẽ phụ thuộc vào các chị quét, các chị quét trên toàn bộ lan, đó là toàn bộ lan. Còn phương pháp kết hợp chất lỏng thì nó sẽ hiện diện trên một cái vòng tròn, và cái vòng tròn này nó sẽ rơi vào khoảng 13 mm hoặc 20 mm tùy thuộc vào các chị sử dụng phương pháp tim rét hoặc phương pháp xuống xuống bắp. Thì đây các chị sẽ giới thiệu vào cái phương pháp tim rét, tức là về cái phương pháp lấy mẫu, thì phương pháp này các bạn như sau như sau. Thì cái đầu của cái đầu của cái que các chị có thể tách ra, cái gì mẻ nhẹ thì toàn bộ cái phần que
thì cái máy này các chị sẽ thấy là nó có một cái ống hình trụ xoay để làm tan cái hình cầu, tức là các chị sẽ có một cái, các chị sẽ có cái lọ để chị ở đây, nó sẽ có cái phòng giữa cái phòng ở đây, thì cái lọ này nó sẽ được xử lý là có cái ống hình trụ nó sẽ xoay để làm tan hình cầu, sau đó này sẽ có một cái màng lọc nó nằm ở cái phía dưới của cái ống này, nó sẽ không thể vào qua cái màng lọc, thì nó sẽ dựa vào cái kích thước của cái tế bào lấy, thì tế bào hình cầu lấy nó sẽ dùng được cái mạng lọc tương đương, do đó khi khôn lên thì một những tế bào hình cầu lấy nó sẽ bám trên cái mạng lọc này và các chị sẽ bệnh lên 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 cái tiêu bản cuối cùng các chị sẽ thấy một hình tròn với những cái tế bào hình cầu lấy, còn những cái tế bào khác ví dụ như hồng cầu mà có kích thước nhỏ hơn thì nó sẽ được khôn lên lên tiêu bản, do đó là cái gland này sẽ xử lý bớt đi một phần những cái tế bào không còn quan trọng quan sát. Ngoài ra các chị có một cái phương pháp khác là cái phương pháp xương xương bắp, nhưng mà cái phương pháp này về cái cách lấy thì nó cũng sẽ giống vậy, nó cũng sẽ có một cái que, nó có một cái lọ, sau khi lấy xong bỏ vào trong cái lọ. Tuy nhiên ở đây người ta sẽ sử dụng theo một nguyên lý khác, tức là sử dụng theo cái nguyên lý là ly tâm ra ra phong độ cộng với lắng cái trọng trọng lượng. Thì cái phương pháp này ra ra phong độ thì các chị nhớ là cái hình hồi nãy là các chị sẽ có nó sẽ được quay đi tan và nó sẽ phân thành từng lớp và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp lắng theo động lực, có nghĩa là những cái tế bào này nó sẽ được từ từ nó sẽ lắng xuống từ bên dưới và cuối cùng các chị cũng có một cái vòng tròn tương ứng, thì các chị sẽ thấy là cái phương pháp thiên về những cái vòng tròn sẽ 20 mm và phương pháp xung quanh thì cái vòng tròn sẽ là 13 mm, thì cái hai phương pháp này cho dù là các chị sử dụng xung quanh hay các chị sử dụng thiên về là nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái cách để các chị lắng động tế bào lên ra như thế nào, còn cuối cùng thì cái kết quả ra còn giống nhau. Tuy nhiên nếu như nói từ nãy giờ thì các chị sẽ thấy là đề cao cái phương pháp dựa tế bào trong chất lỏng, tuy nhiên có một thực tế đó là các chị sẽ thấy trong một cái ung thư bất kỳ thì với tình trạng tại cái u, tức là cái đợt các chị sẽ thấy là một cái đợt gồm các tế bào có quyền khỏe xen kẽ với một số tế bào quyền bị chết, thì với những trường hợp đó trên cái năng lực thường quyền các chị hơi đánh giá được bộ phận nào là cái tiêu bản mình có cái đợt tại cái u mình sẽ hướng tới là mình có một cái ung thư dễ dàng hơn, còn trên cái phương pháp dùng thinh rét nó sẽ có một cái bất lợi là do đó là hủy hết cái phần nền, những gì các chị lấy được đó chỉ là cái phần tế bào thôi, do đó sẽ có một số trường hợp là nó cho ra một kết quả âm âm tính giả, có nghĩa là ở trên cái làm thực tế các chị chỉ nghi ngờ tế bào nó hơi bất thường một chút xíu, nhưng mà có thể tế bào bất thường đó nó đi kèm bệnh hại tử cung thì mình trả lời ngay luôn là mình cần có một cái ung thư, có nghĩa là mình sẽ trả lời những lời mình nhớ là tổn thương trong vùng mô gai rất cao, còn trong một số trường hợp mình chỉ có thể trả lời đến làm thực tế là tế bào này trên cái mạng này có hiện diện một số tế bào bất thường đưa nó vào cái nhóm nhóm nào khác, thì cái đó là một cái dược liệu của cái phương pháp thinh rét. Và một chuyện thứ hai nữa là người ta nghiên cứu về độ nhẹ và độ đặc hiệu, thì thật sự là hai phương pháp này về độ nhẹ và độ đặc hiệu nó ngang nhau, thì nó cái độ nhẹ và độ đặc hiệu của phương pháp tế bào hồng cầu chất lỏng nó chỉ cao hơn cái phương pháp dùng bất thường quy khoảng từ 10-20%, tức là nó chỉ đưa vào khoảng từ 50-70%, chứ nó không giống như những cái nhà sản xuất người ta quy tả, do đó là thông thường tùy thuộc vào cái khả năng điều kiện kinh tế mà mình có thể chọn để mình giống như mình thay vì chúng tôi giống như là mình nghĩ là mình làm cái nó mặt tiền hơn thì mình sẽ yên tâm hơn, nhưng mà về thực tế về cái tầm soát thì hai cái điều quan trọng.
thúc giục của một thương hiệu đặc biệt. Lý do sử dụng thương hiệu đặc biệt và đặc biệt là người ta sẽ bỏ vào những cái máy sản phẩm tự động, nó là một cái hệ thống máy nguyên uy tín. Thì cái hệ thống đó nó sẽ giống như này, thì cái hệ thống này đi hoạt động với những cái làm của chính nó, thương hiệu của chính nó. Nếu nó hiện tượng một thương hiệu thông thường nó sẽ không có động, thì mục đích của cái này là sẽ giảm tải bớt, tức là thay vì chúng ta làm việc thì hành chính là sáng 7 giờ thì chiều 16 giờ qua qua luôn đấy, thì cái máy này có thể để cho nó chạy suốt đêm và mình có thể bỏ khoảng 100 cái điều khoản vào cái máy này và nó sẽ đọc, nó dựa vào cái hệ thống đi thông thường hiện tại, nó có thể đọc và nó có thể nhận diện được những cái tế bào đã bất thường như vậy, nó sẽ tự nó đánh dấu lại, sau đó là sẽ hôm sau cái người kỹ thuật viên hoặc cái người bác sĩ, tại vì ở bên các tế bào học thì sau đó mình sẽ viêm lại những cái chỗ nó đã đánh dấu, như vậy nó giảm đi cái thời gian mà mình phải ngồi sau để mình hết cái tiêu bản mà nó đạt được phòng. Tuy nhiên thực tế thì cái máy này cái hiệu suất nó vẫn có thể nhận diện xa, nó còn hiệu suất nó vẫn có thể rơi vào khoảng từ 70-80%. Cuối cùng thì những cái trường hợp này mình cũng phải đọc lại thôi. Thì cái đó là toàn bộ cái bài của các anh chị, thì các anh chị mình sẽ có cái hệ thống của Suva thì nó cũng tương tự như Internet, nó cũng sẽ gồm một máy tính, một cái bảng hiển thị của cái máy. Thì đó là có cái bảng kỹ thuật tế bào học được giới thiệu hiện nay cho các bệnh viện các chị. Ngoài ra ở mỗi một bệnh viện khác nhau, tùy thuộc vào cái đặc thù của bệnh viện, người ta sẽ có thêm những cái phương pháp tế bào học riêng sau khác. Thì cái hiện thực đó nó sẽ được nói thêm trong những cái bài riêng riêng sau. Còn đối tượng của các chị thì chỉ học cái học ở phòng chung, do đó chỉ được về giới thiệu sơ qua để mình biết là hiện tại có những cái hệ thống này. Thì các chị mình sẽ có khoảng 5 cái câu đặc biệt trong phòng sạch, các chị có thể làm học sửa và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học.
chữa. Cuối tháng 7 thì sẽ thành kết thúc. Điều gì thì thế nào? Thực thi
quý nha, chắc chắc quý vị, tại vì các chị cũng biết, nhưng mà trong thi chung á, tức là toàn bộ những cái mục tiêu trên cái tiêu bản, trên cái tiêu bản giải phân mình thì là toàn bộ mục tiêu lúc các chị học sẽ có mục tiêu nằm trong cái khu vực vàng bắt đầu của quyển quyển sách. Thì cái mục tiêu các chị sẽ coi trên cái tiêu bản, nhưng đến ngày thi thì các thầy cô sẽ chọn các mục tiêu đó, các thầy cô chỉnh sẵn trên cái kinh nghiệm quy, các chị sẽ chạy qua từ cái kinh nghiệm quy. Tức là ở đây không có kinh nghiệm quy để sẵn mục tiêu, để sẵn câu hỏi, các chị như việc đưa mắt vô, các chị chỉnh cái ốc thì cắm cho nổi, và các chị nhìn, các chị trả lời đó là cái gì. Thì cái này thì chưa có hỏi cô chú, tại vì còn lâu nó rất thích thiền tập, cho nên chưa bộ môn chưa có học để các chị thiết trắc nghiệm hay là thiết biết, thì nó chưa có. Nhưng mà cái hình thức thi là các chị định hình trước là mình quan sát các quy trả lời. Thì cái số lượng câu hỏi thì còn chưa có chính xác để bảo các chị, nhưng mà thường sẽ học rất nhiều. Chỉ có sinh viên năm ba thì bộ môn cũng cao, các em đã sẽ thiết quyết. Thi thực hành thì các chị phải theo cái quy định của cái đào tạo tính chỉ của các chị. Ví dụ như các môn khác bằng điều kiện khác, các chị đậu cái môn này chị em. Thì như thế một buổi sáu, một buổi sáng, một buổi chiều, buổi sáu. Buổi sáu thì buổi sáng. Thì tại vì nó đúng ra là bộ môn là dạy dạy chính trước giờ là bắt đầu từ năm thứ ba.
có thể cải thiện luôn, có thể có điều kiện gia đình, nhưng mà đi học tập thì không có bằng bạn hết, không được có người nào không có bằng bạn, tại vì nơi chính xác chỉ có trên mail của anh ấy cho em mượn em cắm tí nha, em hết pin kia rồi không vô nữa. Đẹp không đó? Được, em còn em có biết dự phòng, em cắm biết dự phòng của em được. Hết pin. Này chú này là biết ngại. Đã là đáp án mấy câu hỏi chứ nãy nó thầy chiếu lên điểm sáng này nó không nhọt lên hôm qua nó có đi không giáo bán cá nữa. Có điện thoại mà nói trình này gửi like lại phương pháp điện tập thủ nằm trong phút nào nó sẽ là 91 nằm cuối bài phương pháp ly tâm thường áp dụng phương pháp ly tâm thường áp dụng với các chỉ có câu nghe đối với tập niệm tế bào
Đúng rồi. Bệnh phạm thường là điện thoại cơ thể. Đúng luôn. Để đảm bảo tức là đọc lắm. Không. Có luôn. Để đảm bảo tức là kiểu như bệnh phẩm nghèo. Nghèo cái bà, mà đã nghèo cái bà mà mình thấy phương pháp đi, đi làm trước. Nó là càng càng càng. Sau đó mình mới làm bắt cái bà để nó không đúng. Để đó còn các chị sẽ chọn là ai cũng sẽ điều đúng. Phương pháp đi làm thì không hợp được. Nhưng khi họ giàu, giàu cái bà, họ giàu cái bà, các chị sẽ phớt, phớt được tiếp luôn. Với phương pháp dụng của bà đi luôn. Chọn đáp án nào? Cô 4, cô 4 là chọn đáp án. Anh thấy cô 4, cô 3 đúng không? Một phương pháp dựng phương sao. Với phương pháp cùng với thuộc cùng nhóm. Đúng đây là cùng nhóm là đúng. Dạ. Phương pháp dựng là đúng. Dạ. Đánh giá, mình thấy rõ sự bào tư của tế bào bằng cách là mình sẽ thấy được những cái hạt. Hạn thấy kỳ, hạn thấy hoa vân vân. Như vậy đây chi tiết rõ của nhân là đúng là sai. Nhiều bao bạn đi vun thì mới thấy rõ được cái chi tiết nhân, nó sẽ có một cái mạng so sánh phía trên. Và cái phép đánh giá nhanh chất lượng cơ bản là đúng. Do đó câu này mình có là câu A, B, C đúng. Thì đó. Đáp án là E.